Chào mừng các bạn đã tiếp tục đến với khóa học về lập trình Windows Form C# căn bản. Chúng ta tiếp tục đi đến bài thứ tư của chương thứ tư, đó chính là cách sử dụng cái từ khóa try catch và find only. Thì try catch và find only nó là một dạng cái từ khóa một liên tục để mà chúng ta có một cái cấu trúc bắt lỗi chương trình. Thì khi mà nói tính hiện đại của C#, đó chính là chúng ta đến cấu trúc bắt lỗi như mình đã nói đến ở những cái bài học về giới thiệu về C# cho các bạn. Thì try catch và find only nó rất là mạnh mẽ trong cái việc bắt các ngoại lệ. Các ngoại lệ có thể là gì? Các bạn thấy là ở đầu khóa đến giờ, khi mà mình sử dụng các cái chữ ép kiểu, mình được ép kiểu đúng, và chẳng hạn giờ có một cái trường hợp chẳng hạn mình ép kiểu sai, người ta nhập vào một cái chữ ABC nhưng mà mình lại dùng một cái kiểu dữ liệu integer để mình pạt. Các bạn nhớ cái phương thức pạt của in.pạt, mình pạt cái ABC thành số thì dĩ nhiên nó sẽ báo lỗi, bởi vì chữ không thể nào thành số, dù nhưng mà ngược lại thì được, số thể thành chữ nhé các bạn. Thì khi bị lỗi như vậy thì nó sẽ xảy ra chuyện gì? Thì rõ ràng là nó sẽ làm hư cái chương trình của chúng ta. Nhìn dù chúng ta một cái lập trình viên chuyên nghiệp, chúng ta phải bắt được lỗi như cái lỗi này. Để rõ ràng hơn, mình sẽ đi vào xử lý sự kiện mức tầm 1 click, rất quen thuộc với các bạn. Bây giờ mình sẽ viết lại là in y giá trị bằng in.pạt test box 1.test. Các bạn thấy rồi, y giá trị đây chúng ta là kiểu in, chúng ta in chấm in chấm bạc, phương thức in chấm bạc để chuyển đổi cái chuỗi nhập vào từ trong văn bản cái hộp thoại thành một con số. Như vậy thì khi mà chúng ta nhập vào một cái chữ, các bạn hãy xem đây, chúng ta nhập số trước đi, mình bấm bước tầm 1, không có chuyện gì xảy ra cả, nó vẫn ép kiểu thành công và thoát khỏi phương thức bởi vì không còn câu lệnh nào nữa. Mà nếu như mình nhập vào ABC, mình bấm, các bạn thấy chương trình chúng ta đã đứng rồi, các bạn thấy chuyện gì xảy ra không? Nó sẽ nhảy vào lỗi. Nó sẽ báo chúng ta các bạn, cái chuỗi đầu vào nó không có đúng với định dạng, bởi vì chúng ta định dạng kiểu in mà cái chuỗi chúng ta vào đó là cái là chữ ABC, nó sẽ không thể nào pạt được qua kiểu in, vì thế chúng ta sẽ phải bắt lỗi. Thì bắt lỗi, thật ra trong cơ chế bắt lỗi của chuyện ép kiểu nó có hai cách, tuy nhiên mình chỉ các đoạn kiểu try catch find only bởi vì chúng ta đang học về bài này. Thì chúng ta sẽ cho nó vào một cái câu lệnh như sau, try, các bạn thấy catch, cùng là finally, các bạn lưu ý cấu trúc. Rồi thì trước hết try là gì? Thử, dịch ra nghĩa là thử. Thì thử chúng ta sẽ khai báo cái giá trị này ở trong đây, ta sẽ thử. Catch ở đây chúng ta cần một cái đối tượng để nhập cái ngoại lệ, thì chúng ta sẽ dùng cái lớp đối tượng là exception. Chúng đặt tên cho là ex. Rồi khi mà có cái lỗi xảy ra thì cái đối tượng ex này kiểu exception nó sẽ bắt cái lỗi chúng ta và nó sẽ chương trình chúng ta chạy tiếp nha các bạn ha. Để mình chạy thử cho các bạn xem. Rồi mình sẽ nhập vào ABC. Các bạn thấy chương trình chúng ta vẫn còn sử dụng được. Các bạn thấy nó đâu có bị đứng đâu. Mình bấm chục lần vẫn được, bởi vì cái lỗi cái biến mà ex kiểu exception nó đã bắt cái ngoại lệ này và nó cho phép chương trình chúng ta chạy tục chạy, thì nó bỏ qua cái dòng lệnh này xem như nó không có gì xảy ra. Tuy nhiên thì thường người ta sẽ cho xuất cái biến lỗi này ra, chứ người ta không có im lặng như vậy. Người ta sẽ xuất bằng cách là message.show. Các bạn thấy là phương thức show nó cũng cần một cái dữ liệu kiểu string, thì chúng ta sẽ dùng ex.phương thức thuộc tính message của nó chấm. Rồi đã đủ rồi, mình chấm phẩy. Rồi như vậy nó sẽ xuất được cái lỗi chúng ta. Mình nhập vào ABC. Các bạn thấy nó đi đây, báo lỗi là bởi vì sao các bạn? Là thử, nếu như bạn không được thì nó sẽ bắt chúng ta cái lỗi catch là bắt lỗi và nó sẽ xuất ra cái lỗi chúng ta. Như vậy thì bất cứ cái câu lệnh nào các bạn để trong try, các bạn thì khi mà các bạn thực thi nếu như có lỗi thì nó cũng sẽ nhảy một cách finally chúng ta và nó sẽ xuất bảo lỗi chúng ta và chúng ta biết lỗi chỗ nào. Và quan trọng điều chỉ là chương trình chúng ta nó không có bị đứng như hồi nãy, nó không có thoát văng ra ngoài đây. Rồi thì cuối cùng đó chính là cái finally. Finally nghĩa là gì? Nghĩa là khi mà kết thúc, nghĩa là nếu mà try xong với cách ROM rồi thì kết thúc, thì cho dù try cách như thế nào nữa thì finally nó cũng sẽ thực hiện. Ở trong đây nó cũng cần một cái khối lệnh, các bạn lưu ý. Thì khối lệnh này chúng ta sẽ làm bất cứ chuyện gì xảy ra, chứ thì chúng mình để message bot chấm show đã đến finally chẳng hạn, như vậy cũng được nữa. Rồi mình sẽ bấm lại các bạn. Đầu tiên mình sẽ bấm vào số 1. Chúng ta sẽ dự đoán kết quả gì xảy ra. Các bạn thấy là khi nhập vào số 1 chúng ta đến phần try, thì trong khối lệnh phần try thì là y giá trị chúng ta sẽ ép kiểu từ trong cái test này ra.
in chấm bạc này hoàn thành thành công, bởi vì số 1 là một kiểu số nguyên chúng ta có thể bạc được, thì nó sẽ không có xuất ở cái chuyện mà lỗi exception chúng ta, cái ngoại lệ, mà nó sẽ đi thẳng tới finally. Mình sẽ nhấn vào, à các bạn thấy bấm vào nó sẽ sau khi dòng chain này sẽ đến thẳng tới finally. Nhưng mà nếu như mình nhập vào 1.1 chẳng hạn, à thì đây là một cái dạng kiểu float hoặc là kiểu double, kiểu dạng như số thực nói chung, thì in nó sẽ không có bạc được, dẫn đến là nó sẽ nhảy ra exception. À, các bạn thấy là nó sẽ báo chúng ta là input string were not in a correct format, là không có đúng cái định dạng cái đầu vào. À, dù mình xuống ok thì nó sẽ đến cái là đã đến finally. À, bởi vậy các bạn thấy là dù try hay là cắt thế nào nữa thì finally nó cũng sẽ thực hiện. À, thì đó là bài học về try cut và finally. Thì đối với các bạn lập trình mà mới bắt đầu thì try cut và finally thì nó cũng chưa có thực tiễn cho các bạn. Khi mà các bạn đi làm thì các bạn sẽ cần những cái kiến thức này. À, bữa nay mình cũng xin nói chuyện một chút, đó là thường thì finally cũng ít được sử dụng, thường người ta chỉ sử dụng try cut thôi, như vậy là đủ. Hai cái này có thể làm cho các bạn lập trình đủ rồi. À, mình có thể chạy lại cho các bạn xem. À, mình bấm vào số 1. À, có thấy không gì xảy ra, bởi vì chúng ta đã bỏ mất finally rồi, nó không còn xuất ra cái là thông báo đã đến finally. Mà nếu như chúng ta nhập vào chữ A, à nó sẽ xuất ra cái ngoại lệ chúng ta. À, các bạn thấy. Rồi, đó là toàn bộ bài học về try cut và finally. Xin chúc các bạn thành công.